Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin vụ nhìn mặt phong thánh sư tà. Vì sao ông Đoàn Ngọc Hải lại làm từ thiện nhưng theo tà? Ông Đoàn Ngọc Hải vốn là một nhân vật rất nổi tiếng vì nhiều năm trước đây ông làm phó chủ tịch một quận trung tâm của thành phố lớn nhất đất nước. Có người nói rằng vị trí ông Hải còn béo hơn cả vị trí một quan đầu tỉnh của một tỉnh nghèo. Và quả thật, những ngày đầu ra quân dẹp vỉa hè thành phố Hồ Chí Minh, ông Đoàn Ngọc Hải đã đeo đồng hồ Patek Philippe trị giá hàng tỷ đồng. Lúc đó mạng xã hội đã đặt câu hỏi là tiền ở đâu ra mà ông Hải nhiều đến như vậy, chỉ một cái đồng hồ thôi đã giá trị hàng tỷ đồng. Đây là hình ảnh ông Đoàn Ngọc Hải đeo đồng hồ tiền tỷ. Sau này ông Đoàn Ngọc Hải không còn làm quan chức nữa, ông chỉ làm từ thiện và xây dựng hình ảnh rất thành công. Việc quyết định làm từ thiện không công, không cần lao động kiếm tiền cho thấy ông Đoàn Ngọc Hải có của ăn của để rất lớn mới làm được những chuyện như vậy. Tất nhiên, không thể lên án việc làm từ thiện mà chỉ phản ánh việc làm của ông Hải là không cần lao động để kiếm tiền, mà ông lao động để xây dựng hình ảnh thành người của công chúng, và ông đã rất thành công qua những đợt từ thiện liên tục tốn kém. Tiền của ông Hải có được là từ đảng mà ra, đảng cho ông phú quý bằng chức lãnh đạo quận lớn nhất Sài Gòn. Nhờ có đảng mà ông Hải mới có dư giả tiền bạc để rong ruổi khắp nơi, làm từ thiện xây dựng hình ảnh cho mình. Như vậy, Đoàn Ngọc Hải có được hình ảnh lớn như hôm nay cũng là từ cái gốc ơn đảng mà ra. Chính vì vậy, ông Hải dường như rất sùng bái lãnh tụ Hồ Chí Minh, sùng bái tướng Giáp, và thậm chí ông bất cần phải trái bảo vệ những ai mà đảng của ông đã nặn ra. Người ta không biết ông Thích Thái Trúc Minh có phải là đảng viên hay không, vì chưa ai thấy thẻ đảng của ông sư thầy này. Tuy nhiên, từ mối quan biết rất lớn của ông Thích Trúc Thái Minh, người biết là ông thầy chùa trụ trì chùa Ba Vàng, là người của đảng và đang làm kinh tế cho đảng, và những gì đảng đã làm thì ông Đoàn Ngọc Hải lại lao vào binh vực bất chấp. Mới đây trên các báo đã thông tin cho biết đại đức Thích Trúc Thái Minh, trụ trì chùa Ba Vàng, đã được phân công đảm trách chức vụ là phó ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2022-2027. Như vậy là đã rõ, ông Thích Trúc Thái Minh càng phạm tội càng được cất nhắc lên cao hơn nữa. Đây là cách phân bổ nhân sự rất đặc trưng của chính quyền Đảng Cộng sản Việt Nam từ trước đến nay vẫn như vậy. Nó giống như vụ Lồng Tâm khi ông Tô Lâm xu quân bắn giết một cụ già sau đó được lên chức. Đây là hình ảnh Thích Thái Trúc Minh càng làm càng sai càng lên chức. Về mặt xã hội, ông Thích Thái Trúc Minh làm dân nghèo thêm vì họ phải mất thời gian và tiền bạc để cúng cho ông này. Tuy nhiên, về mặt đảng, ông là người làm kinh tế rất giỏi. Hiện nay, ông Trọng đang đốt lò rất dữ dội, nhiều quan chức tạm ngưng tham ô, và việc kiếm ăn bây giờ tập trung vào những dự án mà họ có cổ phần miệng ở đây. Người làm từ thiện thực tâm thì họ sẽ tránh xa những con người làm điều gian tà. Việc lợi dụng sự mê muội của dân để trục lợi là làm nhiều người trở nên phát tán những điều gian dối. Rồi mặc dù ông sư trụ trì chùa Ba Vàng có khoác lên mình chiếc áo cà sa và làm ra cho vẻ có vẻ thánh thiện và thiện tâm thế nào đi chăng nữa, thì nó cũng không che đậy nổi con người. Con người là chánh hay tà phụ thuộc vào cái tâm của người đó, chứ không phụ thuộc vào cái dáng vẻ bề ngoài. Mà muốn nhìn vào tâm người đó thì nhìn vào chuỗi hành động của người đó đã làm từ trước đến nay như thế nào. Còn nếu nhìn bề ngoài để đánh giá một con người thì chỉ có thể là người đó nông cạn, hoặc người đó từ chối nhìn vào tâm để đánh giá, tạo ra một vẻ thiện tâm giả tạo. Ông Đoàn Ngọc Hải vẫn làm từ thiện rất mạnh, nhưng ông một mực bênh vực người của đảng. Ông dù là người đó có làm điều gian tà đi nữa thì ông vẫn cố tình che đậy. Như vậy, về hành động làm từ thiện của ông Hải cũng cần phải đặt dấu hỏi về động cơ của ông ta. Xã hội Việt Nam đang tràn đầy tệ nạn mê tín, dị đoan và lừa đảo. Người có công chúng mà bao che, tiếp tay cho tệ nạn lừa đảo thì cần phải lên án để trong sạch xã hội. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin ông Đoàn Ngọc Hải chỉ nhìn mặt đã phong thánh ông sư chùa Ba Vàng. Cộng đồng mạng nổi giận. Vụ hốt tiền của ông sư Thích Trúc Thái Minh đã làm nên nỗi bức xúc của người dân Việt Nam chân chính. Bởi đây là hành động kinh doanh mê tín một cách trắng trợn. Ông sư chuyên giao giảng những điều sảng bậy, sặc mùi mê tín để dụ dân dùng tiền cúng cho ông đã làm giàu bất chính này.
Chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam liệt hành động mê tín dị đoan là một thứ tệ nạn và liệt hành động lừa đảo có tội hình sự. Ông Sư Thích Trúc Thái Minh dựng chùa thuyết giảng những điều sảng bậy, sặc mùi mê tín là hành nghề mê tín dị đoan. Chính quyền cần dẹp bỏ. Ông Sư này đã lợi dụng mê tín để kiếm tiền lại càng không phải dẹp vì đây là hành động lừa đảo. Nếu ông Thầy Lang dựa vào sự mong muội của người dân để chữa bệnh thì trường hợp của ông Thích Trúc Thái Minh cũng tương tự như vậy. Đây là hình ảnh status nhìn mặt là phong thánh của ông Đoàn Ngọc Hải. Mới đây trên trang Facebook cá nhân, ông Đoàn Ngọc Hải đã có bài viết bênh vực ông Thích Trúc Thái Minh. Những người có lượng follow không nhiều thì không nói làm gì. Với ông Đoàn Ngọc Hải là người nổi tiếng, một status của ông có ảnh hưởng nhiều đến xã hội, nên ông cần phải thận trọng khi đăng các status này. Đặc biệt, trên trang Facebook của ông Hải có đến 339.000 người theo dõi. Và điều đặc biệt là để khẳng định ông Thích Trúc Thái Minh chỉ nhìn khuôn mặt mà khẳng định ông Thích Trúc Thái Minh không lấy chuyện chùa làm của riêng. Tương tự như vậy, ông Đoàn Ngọc Hải cũng chỉ nhìn mặt là khẳng định luôn ông Thích Trúc Thái Minh không có quan hệ tình dục với các nữ Phật tử. Theo như thông tin được biết, ông Thích Trúc Thái Minh không phải là thành viên thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam quản lý. Tuy nhiên, mối quan hệ của ông Thích Trúc Thái Minh cũng rất khủng. Đặc biệt là mối quan hệ của ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Ông Thích Trúc Thái Minh là người đứng tên chủ công ty trách nhiệm hữu hạn Ba Vàng đã từng có dự án xây chùa ngàn tỷ tại quê hương ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc để kinh doanh tệ nạn ma túy theo mô hình chùa Ba Vàng. Đây là hình ảnh chính báo chí nhà nước Việt Nam cũng lên án hoạt động mê tín của chùa Ba Vàng. Việc kinh doanh mê tín của chùa Ba Vàng đã diễn ra trong rất nhiều năm gây bức xúc đối với xã hội. Chính nó làm cho tình trạng ngu dân của xã hội này ngày một thêm nghiêm trọng. Qua hàng loạt hành động kinh doanh mê tín trong nhiều năm, người dân mới phản đối ông Thích Trúc Thái Minh đến vậy. Người dân đã dùng lý trí phán xét ông Thích Trúc Thái Minh chứ không hề dùng cảm tính. Bởi những tiếng nói phản biện ấy không hề nhìn mặt ông Thích Trúc Thái Minh mà phán xét như ông Đoàn Ngọc Hải mà họ dựa vào chuỗi hành động của ông Sư này. Một tiếng nói của ông Đoàn Ngọc Hải còn có tác động hơn hàng trăm tiếng nói bình thường khác với cách nhìn mặt rồi phong thánh cho những ông Tăng hoạt động mê tín dị đoan là một cách làm cực kỳ nguy hiểm cho xã hội. Bởi khi ông Hải đã lên tiếng như vậy thì hàng trăm ngàn người nhẹ dạ cả tin cắm đầu vào các tụ điểm mê tín dị đoan để rồi tiền mất tật mang và bệnh thì nặng thêm. Cũng có người nhận xét mạng xã hội nổi giận với status phong thánh ông Tăng Thích Trúc Thái Minh là một tín hiệu đáng mừng. Nhiều người cũng đang ngộ ra loại hình kinh doanh trá hình chùa chiền hiện nay đang diễn ra tại Việt Nam. Có nhiều người ở nhà mắng chửi bố mẹ, bỏ đói bố mẹ, chi tiền cho bố mẹ tính từng xu từng cắc, nhưng rồi hốt hàng chục triệu, thậm chí hàng trăm triệu cúng cho các ông Tăng hành nghề mê tín dị đoan trá hình. Trên hình ảnh, hầu hết tiếng nói có trách nhiệm đều không đồng tình với status của ông Đoàn Ngọc Hải. Sự tác hại của hành động mê tín dị đoan trá hình không thua gì các tệ nạn khác. Nó tạo thành sự bất công ghê gớm trong xã hội. Nó làm cho các kẻ mê muội bòn nơi khố rách đãi bơi quần hồng rất bất công. Hành động nhìn mặt phong thánh của ông Đoàn Ngọc Hải sẽ không dụ được người dân. Còn tỉnh táo nhưng rất dễ dụ những người dân mê muội. Mà xã hội Việt Nam mê muội nhiều hơn tỉnh táo nên hành động của ông Đoàn Ngọc Hải rất nguy hiểm cho xã hội.